chương trình đọc truyện. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm, tác giả Mikhail Alexandrovich Solokhov, dịch giả Nguyễn Thụy Ứng, số 115. Tôi không cho phép đâu, Grigory vừa nói bằng một giọng sôi nổi và vui vẻ, vừa bước tới sát hắn, lấy thân mình che cho người tù binh. Giết một tù binh là việc dễ như trở bàn tay. Làm thế nào mà lương tâm của ngài cho phép ngài có ý định giết anh ta? Một con người như thế này, một con người không còn vũ khí, đã bị bắt làm tù binh. Ngay đến quần áo cũng không được chúng nó để lại cho. Thế mà ngài lại định... Mặc tôi, thằng khốn nạn này đã làm nhục tôi. Arinov xô mạnh Grigory, rút khẩu Nagan ra. Người tù binh quay mặt ra cửa sổ, ngọ ngoại vai như bị lạnh. Grigory mỉm cười, theo dõi Andreinov, cảm thấy cái cán gạch khía giam giáp của khẩu súng ngắn trong tay mình. Tên kia vung khẩu súng lên một cách lố bịch, nhưng lại chuỗi mũi súng xuống rồi quay đi. Tôi cũng chẳng muốn bẩn tay. Hắn thở hổn hển, liếm cặp môi khô bỏng, nói giọng khàn khàn. Grigory không nhịn được cười, chàng nhe hai hàm răng trắng lóa sủi đầy nước bọt dưới hàng ria. Mà muốn bắn cũng không được cơ mà. Ngài thử nhìn mà xem, khẩu Nagan của ngài đã bị tháo hết đạn rồi còn đâu. Ngay ở chỗ nghỉ đêm, lúc sáng sớm tôi tỉnh dậy, có cầm nó lên trên chiếc ghế dựa để xem, chẳng thấy một viên đạn nào cả. Và có lẽ hai tháng nay chưa lau chùi gì. Ngài giữ gìn vũ khí riêng tồi quá đấy. Andreinov đưa mắt nhìn xuống, dùng ngón tay cái xoay xoay cái cối đạn, mỉm cười. Quỷ quái thật, đúng là như thế. Từ lúc nãy, tên trung úy Sulin vẫn nín thinh theo dõi mọi việc xảy ra với cặp mắt châm biếm. Đến lúc này, hắn mới gấp tờ biên bản hỏi cung và nói với một giọng đớt đớt rất có duyên. Thưa ngài Semyon Polikapovic, tôi đã nhiều lần thưa với ngài rằng ngài giữ gìn vũ khí thật chẳng ra sao cả. Việc xảy ra hôm nay lại cho thấy thêm một bằng chứng nữa đấy. Andreinov cau mày quát to. Này, đám binh mét chúng mày, có đứa nào đấy không? Vào đây. Từ phòng ngoài, hai gã liên lạc và tên đội trưởng cảnh vệ bước vào. Lôi cổ nó đi. Andreinov hất đầu chỉ người tù binh. Người tù binh quay nhìn Grigory, lặng lẽ cúi chào chàng rồi bước ra cửa. Grigory có cảm tưởng như dưới hàng ria hung hung đỏ, môi anh tù binh hơi động đậy trong một nụ cười cảm ơn, chỉ thoáng có thể nhận thấy. Khi tiếng những bước chân đã lãng đi, Andreinov mới bỏ cái kính xuống một cách mệt mỏi, lau rất cẩn thận mắt kính bằng một màu da hoãng mềm, rồi nói giọng cáu kỉnh. Ngài bênh vực cái thằng khốn nạn ấy cừ lắm. Chuyện ấy thuộc về các chính kiến của ngài, nhưng ngài lại nói ngay trước mặt nó về khẩu Nagan, đặt tôi vào tình thế khó xử, thì ngài thử xem, như thế còn ra sao nữa? Cũng chẳng có tai vạ gì lắm đâu, Grigory trả lời làm lành. Không, dù sao cũng là không đúng. Nhưng ngài có biết không, tôi rất có thể bắn chết nó. Cái thằng đến là khả ố. Trước lúc ngài đến, tôi đã phải vật lộn với nó hàng nửa tiếng đồng hồ. Nó đã nói biết bao nhiêu điều dối trá, loanh quanh, xuyên tạc, đưa ra những tài liệu rành rành là giả tạo. Thật là khủng khiếp. Nhưng đến khi bị tôi vạch mặt thì giản đơn và dứt khoát từ chối không nói gì nữa. Ngài cũng thấy đấy, danh dự của một sĩ quan không cho phép nó tiết lộ với quân địch những bí mật quân sự. Nhưng cái thằng chó đẻ, khi nó đi làm thuê cho bọn Bolshevik, thử hỏi nó có nghĩ đến danh dự sĩ quan hay không? Tôi nghĩ rằng cần phải không kèn không trống đem nó đi xử bắn,
cùng với hai thằng chỉ huy kia mới được. Về mặt thu lượm tin tức chung quanh những điều chúng ta quan tâm, thì tất cả chúng nó đều không thể tin tưởng được. Chúng nó là những thằng vô lại thâm căn cố đế, không sao sửa chữa được nữa. Vì thế, không nên khoan hồng với chúng nó làm gì. Ngài thấy thế nào? Ngài đã dùng cách nào để biết được rằng hắn là đại đội trưởng? Grigory hỏi thay câu trả lời. Chính một thằng lính Hồng quân dưới quyền nó đã phản lại nó. Tôi cho rằng cần phải xử bắn thằng lính Hồng quân, còn mấy thằng chỉ huy thì để lại. Grigory nhìn Andreinov có vẻ chờ đợi. Tên kia nhún vai mỉm cười, cái mỉm cười của những người thấy kẻ nói chuyện với mình pha trò không có kết quả. Không, nói đứng đắn thì ý ngài như thế nào? Như tôi đã nói với ngài đấy. Nhưng ngài cũng làm ơn cho biết như thế là vì những lý do gì? Vì những lý do gì ấy à? Chính là vì lý do cần phải duy trì kỷ luật và trật tự cho quân đội Nga, ngài đại tá ạ. Hôm qua, khi chúng ta vào giường ngủ, ngài nói hết sức chí lý về chuyện sau khi đánh tan quân Bolshevik, chúng ta sẽ thực hiện trong quân đội một chế độ như thế nào để diệt trừ cho hết cái giống vi trùng đỏ trong tầng lớp thanh niên. Tôi hoàn toàn đồng ý với ngài. Ngài còn nhớ chứ? Grigory vuốt ria, theo dõi những sự thay đổi trên nét mặt tên đại tá, rồi nói một cách rất cứng lý. Thế mà bây giờ, ngài lại đề nghị nên làm như thế nào? Ngài mà làm như thế, thì sẽ gây ra tình trạng sa sút hư hỏng đấy. Như thế, tức là cứ mặc cho lính tráng phản bội cấp chỉ huy của chúng nó hay sao? Sau đó, ngài sẽ dạy dỗ chúng nó bằng cách nào? Nếu ngài và tôi bị rơi vào một tình thế như vậy, thì lúc đó sẽ như thế nào? Không, xin ngài thứ lỗi cho. Vấn đề này tôi dứt khoát giữ ý kiến của tôi. Tôi phản đối lối xử sự của ngài. Thôi tùy ý ngài. Andreinov trả lời một cách lạnh lùng và chăm chú nhìn Grigory. Hắn cũng đã từng nghe nói sư đoàn trưởng của quân phiến loạn là một con người trái tính trái nết và có phần kỳ quặc. Nhưng quả thật, hắn không ngờ lại có chuyện như thế này về phía chàng. Hắn chỉ nói thêm, chúng tôi vẫn thường làm như thế với những tên chỉ huy của bọn đỏ bị bắt làm tù binh, đặc biệt là những thằng sĩ quan cũ. Ý kiến của ngài có điều mới, nhưng tôi cũng không hoàn toàn hiểu hết thái độ của ngài trước một vấn đề có vẻ không thể tranh cãi như thế này. Chúng tôi thường giết chúng nó trong chiến đấu nếu có thể, còn tù binh thì không đem bắn nếu không cần thiết. Grigory đỏ mặt trả lời. Thôi được, theo ý ngài, chúng ta sẽ giải chúng nó về hậu phương. Andreinov đồng ý. Bây giờ còn một vấn đề này nữa. Một số trong đám tù binh có tỏ ý muốn chiến đấu trong hàng ngũ của chúng ta. Chúng nó là những thằng nông dân tỉnh Saratovskaya. Trung đoàn bộ binh của chúng ta không có tới 300 tay súng. Ngài có thấy sau khi đã chọn lựa cẩn thận, chúng ta có thể đưa một số tù binh tình nguyện vào trung đoàn ấy hay không? Về mặt này, chúng ta đã có chỉ thị rất rõ ràng của Bộ Tư lệnh Tập đoàn Quân. Tôi không nhận một thằng Muzik nào vào sư đoàn của tôi đâu. Nếu thiếu thì cứ bổ sung cho tôi bằng các lính Cossack. Grigory tuyên bố chắc như đinh đóng cột. Andreinov cố thuyết phục chàng. Nhưng ngài hãy nghe tôi, chúng ta bất tất phải tranh cãi làm gì. Tôi cũng hiểu rằng ngài có ý muốn giữ cho thành phần của sư đoàn được thuần nhất là lính Cossack, nhưng tình hình cần thiết bắt buộc chúng ta không được chê cả tù binh. Ngay trong tập đoàn quân tình nguyện, một số quân đoàn cũng phải bổ sung bằng tù binh đấy. Cứ mặc họ muốn làm thế nào thì làm, tôi thì từ chối, không nhận những thằng Muzik. Thôi, chúng ta không nói về chuyện này nữa. Grigory cắt đứt câu chuyện. Một lát sau, chàng ra ngoài hạ lệnh về việc giải tù binh đi. Trong bữa ăn trưa, Andreinov nói với chàng giọng xúc động. Xem ra tôi với ngài khó mà cùng làm việc với nhau. Tôi cũng nghĩ như thế đấy.
Grigory trả lời một cách thản nhiên, rồi không để ý tới cái mỉm cười của Sulin, cứ dùng ngón tay lấy trên đĩa một miếng thịt cừu và bắt đầu gặm rau ráu một chỗ sụn khá rắn, nghe như tiếng răng chó sói, làm cho gã Sulin phải cau mặt như có cái gì đau lắm. Thậm chí hắn nhắm mắt lại trong một giây. Hai ngày sau, binh đoàn của tên tướng Sanikov chịu trách nhiệm truy kích các đơn vị Hồng quân đang rút lui, còn Grigory thì cấp tốc bị gọi lên bộ chỉ huy binh đoàn. Tham mưu trưởng binh đoàn là một tên tướng có tuổi, mặt mũi đàng hoàng. Hắn cho chàng biết về mệnh lệnh của tên tư lệnh quân đội Sông Đông quyết định giải tán quân đội phiến loạn, rồi nói toạc móng heo. Trong khi tiến hành chiến tranh du kích chống lại bọn đỏ, ngài đã chỉ huy có kết quả một sư đoàn. Nhưng ngày nay, chúng tôi không những không thể trao cho ngài một sư đoàn mà ngay một trung đoàn cũng không được. Ngài chưa học qua một trường quân sự nào. Vì thế, trong những điều kiện chiến đấu trên một mặt trận rộng lớn, với những phương pháp tác chiến hiện đại, ngài không thể chỉ huy nổi một đơn vị quân đội lớn. Ngài cũng nhận thấy như thế chứ? Vâng, Grigory trả lời. Chính tôi cũng muốn xin thôi chỉ huy sư đoàn. Ngài không đánh giá cao khả năng của mình. Như thế là rất tốt. Đức tính quá hiếm có trong lứa sĩ quan trẻ tuổi ngày nay. Bây giờ thế này, theo lệnh của tư lệnh mặt trận, ngài được chỉ định làm đại đội trưởng đại đội 4 thuộc trung đoàn 19, trung đoàn hiện nay đang tiến quân. Ở một nơi nào đó, gần thôn Vianikov, cách đây chừng 20 Vesta, ngài sẽ đến đó ngay ngày hôm nay, muộn lắm là ngày mai. Nhưng hình như ngài còn có điều gì muốn nói thì phải. Tôi muốn các ngài điều đến một đơn vị hậu cần. Như vậy không được, nhất định ngài phải ra trận. Qua hai cuộc chiến tranh, tôi đã bị ngoại thương và nội thương 14 lần. Điều đó không có ý nghĩa gì cả. Ngài còn trẻ, nong ngài rất khỏe mạnh và còn có thể chiến đấu. Còn chuyện thương tật thì trong số sĩ quan ai cũng bị thương. Ngài có thể ra ngoài được rồi. Chúc ngài vạn sự tốt lành. Có lẽ vì muốn phòng ngừa tinh thần bất mãn thế nào cũng nảy ra trong dân Đông Thượng khi quân đội phiến loạn bị giải tán, nên sau khi đánh chiếm được Otmevedskaya, nhiều tên lính Cossack trơn có công trong cuộc nổi loạn đã được đeo lon hạ sĩ. Gần như tất cả bọn sĩ quan đều được đề bạt chuẩn úy. Còn những tên sĩ quan có tham gia bạo động thì đều được thăng cấp và khen thưởng. Cả Grigory cũng không bị bỏ qua. Chàng được thăng cấp trung úy và các công lao xuất sắc của chàng trong cuộc chiến chống Hồng quân đã được nêu lên và tuyên dương trong một bản thông lệnh gửi toàn quân. Việc cải biên quân đội đã được thực hiện trong vài ngày. Các tên sư đoàn trưởng và trung đoàn trưởng thiếu học vấn đã được thay bằng những tên cấp tướng và cấp đại tá, những sĩ quan có kinh nghiệm được chỉ định làm đại đội trưởng. Toàn bộ thành phần chỉ huy trong các đại đội pháo và các ban tham mưu đều bị thay đổi. Còn bọn lính Cossack trơn thì bị điều đi bổ sung cho các trung đoàn mang phiên hiệu của quân đội Sông Đông vừa bị đánh tơi bời trong các trận chiến đấu ở vùng Sông Đông. Trước khi trời hoàng hôn, Grigory tập hợp bọn Cossack công bố lệnh giải tán sư đoàn. Chàng nói những lời chia tay. Thưa anh em đồng hương, vừa qua có điều gì không phải thì anh em cũng đừng để lòng để dạ. Chúng ta đã từng bị bắt buộc phải đi lính ở cùng một chỗ với nhau. Nhưng từ đây trở đi, mọi người chúng ta sẽ chịu cay đắng ở riêng một nơi. Điều chủ yếu là anh em hãy giữ lấy cái đầu, đừng để bọn đỏ chúng nó xuyên thủng mất. Đầu óc chúng ta tuy hồ đồ nhưng cũng không nên dơ ra chịu đạn một cách vô ích. Chúng ta còn phải dùng nó để suy nghĩ cho kỹ xem tương lai nên làm như thế nào. Bọn Cossack đều ủ rũ đứng lặng đi, rồi tất cả đều cùng lao nhau nói khàn khàn đủ giọng. Lại bắt đầu dở cái trò cũ rồi hay sao? Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây? Cái lũ chó đều, chúng nó muốn áp bức nhân dân thế nào thì áp bức. Chúng tôi không muốn bị giải tán đâu. Cái trật tự mới như vậy là nghĩa lý làm sao? Chà các cậu ạ,
Chúng ta hợp nhất để chúng nó đeo chồng vào. Những thằng quan lớn ấy lại bắt đầu đè đầu cưỡi cổ chúng ta rồi. Bây giờ thì liều liệu đấy, rồi chúng nó sẽ nắn thẳng các khớp xương của chúng ta. Grigory chờ tất cả im lặng rồi nói. Anh em ta gào lên như thế cũng chẳng được tích sự gì đâu. Bây giờ đã chấm dứt cái thời kỳ thoải mái, cái thời kỳ anh em còn có thể đem mệnh lệnh ra bàn bạc và chống lại chỉ huy rồi. Anh em hãy giải tán về nhà và hãy bớt nói lung tung. Nếu không, thời buổi này thì cái lưỡi không thể đưa anh em đi Kiev mà chỉ đưa thẳng ra tòa án binh và những đại đội nhà pha thôi. Từng trung đội một, bọn Cossack đến bắt tay từ biệt Grigory và nói: Tạm biệt anh Panteleevich, chúng tôi có điều gì không phải, anh cũng đừng để tâm. Chao ôi, phải đi lính dưới quyền của những kẻ không phải là anh em nhà, chúng tôi sẽ cực lắm. Anh để cho chúng tôi chịu khổ thì thật là sai, không đồng ý trao sư đoàn này có hơn không? Chúng tôi rất tiếc, anh Melekhov ạ. Những người chỉ huy khác, họ có thể có nhiều chữ nghĩa hơn anh. Song chúng tôi cũng sẽ chẳng nhờ đấy mà dễ chịu hơn chút nào đâu. Trái lại, chỉ cực hơn thôi, tai vạ chính là ở chỗ ấy đấy. Chỉ có một gã Cossack, người thôn Napolovsky, một tay bẻm mép pha trò giỏi nhất đại đội, là nói: Anh Grigory Panteleevich ạ, anh chớ có tin chúng nó. Nếu mọi việc không làm theo lương tâm, thì dù làm việc với anh em mình hay với kẻ khác cũng đều cực cả. Đêm hôm ấy, Grigory uống rượu với Emakov và mấy tên chỉ huy khác. Rồi sáng hôm sau, chàng đem theo Prokhozikov đuổi theo trung đoàn 19. Chàng còn chưa kịp nhận đại đội và làm quen với binh lính và cấp dưới thì đã bị gọi lên gặp trung đoàn trưởng. Lúc ấy, trời còn sáng tinh sương. Grigory xem lại những con ngựa trùng trình mãi và nửa giờ sau mới lên tới nơi. Tên trung đoàn trưởng vốn rất nghiêm khắc đối với các sĩ quan, nên chàng cứ tưởng hắn sẽ có những lời nhận xét về mình. Nhưng hắn chào hỏi chàng rất vồn vã, rồi hỏi: Thế nào? Ngài thấy đại đội như thế nào? Chúng nó có vững vàng không? Và không chờ chàng trả lời, hắn cứ nhìn đi đâu qua người Grigory mà nói: Thế này này, ông bạn thân mến ạ, tôi phải báo cho ngài biết một tin rất buồn. Gia đình ngài đã gặp phải một việc rất không may. Đêm qua, chúng tôi có nhận được từ Vosenskaya một bức điện. Tôi để cho ngài nghỉ phép một tháng để thu xếp công việc gia đình. Thôi, ngài lên đường đi. Xin ngài cho xem bức điện. Grigory tái mặt nói. Chàng tiếp lấy tờ giấy gấp tư, mở ra đọc, rồi nắm chặt bàn tay, bỗng nhiên đầm đìa mồ hôi. Chàng không phải cố gắng nhiều lắm, cũng tự chủ được mình và chỉ hơi lắp bắp một chút khi nói: Vâng, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này. Thế thì tôi sẽ đi ngay. Xin tạm biệt ngài. Ngài đừng quên lấy giấy nghỉ phép nhé. Vâng vâng, xin cảm ơn ngài, tôi sẽ không quên. Chàng đi ra phòng ngoài với bước chân vững vàng và rắn giỏi, tay vẫn giữ gươm theo thói quen. Nhưng vừa bước từ trên thềm cao xuống thì chàng bỗng nhiên không còn nghe thấy tiếng bước chân mình nữa, và ngay lập tức cảm thấy đau nhói như bị một mũi lưỡi lê đâm vào. Xuống tới bậc cuối cùng, chàng lảo đảo phải đưa tay trái ra nắm lấy dãy lan can lung lay, còn tay phải thì vội vã mở khuy cổ áo quân phục. Chàng dừng lại chừng một phút thở hổn hển, nhưng hơi rất dài, và trong giây phút đó nỗi đau đớn đã tựa như làm chàng say men. Rồi đến khi chàng rời tay khỏi lan can để đi đến chỗ con ngựa buộc ở cửa xếp, thì chàng dẫm từng bước một cách nặng nề, người hơi lảo đảo. Vài ngày sau buổi nói chuyện với Daria, Natalia cứ sống với cảm giác của một người mơ ngủ, bị một cơn ác mộng làm cho mình nghẹt thở mà không thể nào có đủ sức tỉnh lại được. Nàng cố tìm một cớ
có vẻ chính đáng để đến nhà mụ vợ gã Prokhorzhikov, thử hỏi mụ xem trong thời kỳ rút lui Grigory đã sống ở Vosenskaya như thế nào và có gặp Aksinia ở đấy không. Nàng muốn có bằng chứng về tội lỗi của chồng. Còn những lời nghe Daria nói thì chàng vẫn nửa tin nửa ngờ. Trời tối mịt, nàng mới bước tới sân gia súc nhà Zikov. Một cái cành nhỏ vung vẩy trong tay, nom rất vô tư lự. Mụ vợ gã Prokho vừa thu xếp xong công việc trong nhà, đang ngồi bên cạnh cổng. Chào chị vợ lính vắng nhà, chị có thấy con bò non nhà tôi đâu không chị? Natalia hỏi. Lạy chúa tôi, chị bạn yêu quý, không, tôi không trông thấy. Cái con đầu đường xó chợ, cái con đáng nguyền rủa ấy, không làm thế nào cho nó ở nhà được. Tôi chẳng còn biết đi đến đâu để tìm nó bây giờ. Nhưng hượm đã, chị nghỉ một lát rồi sẽ tìm thấy thôi. Chị xơi hạt hướng dương nhé. Natalia bước tới ngồi xuống, bắt đầu một câu chuyện rất là bình thường của đám đàn bà. Chị có nghe được tin tức gì về thầy quyền nhà ta không? Natalia hỏi. Chẳng có tin tức gì cả. Cái gã phản chúa ấy thật cứ như chìm xuống nước mất hút rồi. Còn anh chàng nhà chị có gửi được gì về không? Không, anh Griska có hứa viết thư nhưng không hiểu sao vẫn chưa thấy gửi. Người ta nói quân ta đang tiến tới một nơi nào đó quá ớt mơ về đi Skya thì phải. Ngoài ra chẳng nghe thấy tin tức gì khác. Rồi Natalia lái câu chuyện sang cuộc rút lui gần đây bên kia sông Đông và bắt đầu hỏi một cách dè dặt về chuyện lính tráng sống ở Vosenskaya ra sao và trong số bà con thôn nhà có những ai cũng ở đấy với họ. Mụ vợ danh ma của gã Prokho đoán biết ngay là Natalia đến nhà mình có việc gì nên trả lời rất khô khan dè dặt. Qua lời chồng kể, mụ đã biết về chuyện Grigory. Nhưng tuy trong miệng ngứa ngáy lắm rồi, mụ vẫn sợ không dám nói lại. Mụ còn nhớ đinh ninh lời Prokho dặn mụ. Mụ phải nhớ cho kỹ, nếu mụ nói hở chuyện này ra bất cứ ai, dù chỉ một lời thôi, tao cũng sẽ dầm đầu mụ xuống cái bệ bổ củi, lôi cái lưỡi thổ tả của mụ tới một ắc xin rồi chặt phăng đi. Hễ có phong thanh như thế đến tai thằng Grigory là nó sẽ giết tao ngay mà không cần dừng chân bước hay ngừng tay làm việc khác đâu. Tao tuy đã chán ngấy mụ rồi nhưng tao vẫn còn chưa chán đời, đã rõ chưa? Vì thế có mở mồm thì cứ giả câm như đã chết rồi ấy. Anh chàng Prokho nhà chị có dịp nào gặp ả Aksinia nhà Atakhov ở Vosenskaya không? Natalia không thể chờ đợi lâu thêm nữa, đi thẳng vào việc. Hắn ta làm thế nào mà gặp nó được? Chẳng nhẽ ở Vosenskaya hắn ta còn có hơi sức để đi tìm nó hay sao? Nói thật có chúa chứng giám, tôi chẳng biết chút gì đâu, chị Mironova ạ. Mà chị cũng đừng gạn tôi về chuyện ấy làm gì, tôi không thể nào moi được một lời nào đúng đắn ở cái con quỷ tóc bạc phếch nhà tôi đâu. Hắn chỉ biết có mấy câu, đưa đây và cầm lấy, thôi. Thế là Natalia đành phải về không, trong lòng càng bực bội và xao xuyến hơn. Nhưng nàng không còn có thể chịu đựng được nữa, cái tình trạng mờ mịt không hiểu hư thực ra sao. Và chính điều đó đã đẩy nàng đến nhà Aksinia. Vì sống sát hàng rào với nhau nên mấy năm gần đây hai người có gặp nhau luôn. Những lúc đó hai bên chỉ lặng lẽ gật đầu chào nhau một cái, đôi khi cũng có nói với nhau vài lời. Trước kia, mỗi khi gặp nhau, hai người không hề chào hỏi nhau mà chỉ trao đổi nhau những cái lườm nguýt đầy căm ghét. Nhưng thời kỳ ấy đã qua rồi, lòng thù địch giữa hai bên đã dịu bớt. Vì thế, trong khi tới nhà Aksinia, Natalia hy vọng Aksinia sẽ không đuổi mình về và câu chuyện ai thì không nói, chứ về chuyện Grigory thì nhất định Aksinia sẽ nói. Và nàng đã hoàn toàn không nhầm.
Aksinia không giấu vẻ ngạc nhiên, mời nàng vào phòng trong, hạ các rèm cửa sổ, châm đèn và hỏi: "Chị sang chơi mang tin gì vui thế?" "Không phải phần tôi đem đến cho chị những tin vui đâu." "Thế thì chị nói tin không vui vậy. Có chuyện gì không may xảy ra với anh Grigory Panteleevich phải không?" Trong câu hỏi của Aksinia thấy lộ rõ cả một tâm trạng lo lắng sâu sắc không sao giấu nổi. Vì thế, Natalia vừa nghe đã hiểu hết ngay. Chỉ trong một câu nói đó, Aksinia đã nói lên tất cả nỗi lòng mình, đã cho thấy rõ là mình dựa vào đâu mà sống và đang lo sợ điều gì. Như thế thì về căn bản chẳng cần phải hỏi thêm về quan hệ giữa Aksinia và Grigory làm gì. Nhưng Natalia vẫn chưa bỏ về. Nàng chần chừ không trả lời ngay rồi nói: "Không, chồng tôi vẫn sống và còn khỏe mạnh. Chị đừng sợ." "Việc gì mà tôi phải sợ? Tại sao chị lại nói như thế? Chỉ có chị mới phải lo lắng về sức khỏe của anh ấy thôi. Chứ tôi thì có đủ những chuyện để lo lắng rồi." Aksinia nói với vẻ tự nhiên thoải mái, nhưng nàng bỗng cảm thấy máu dồn lên mặt mình. Bèn bước nhanh tới chỗ cái bàn, đứng quay lưng về phía khách, sửa rất lâu ngọn đèn, tuy bốc cháy vẫn đều. "Chị có nhận tin tức gì về anh Stepan nhà chị không?" "Mới gần đây có gửi lời hỏi thăm." "Anh ấy có khỏe mạnh không?" "Có lẽ vẫn khỏe mạnh." Aksinia nhún vai. Ngay lúc này, nàng cũng không thể dối lòng mình, không thể giấu được tình cảm của mình. Thái độ lạnh nhạt đối với số phận của chồng lộ rõ trong câu trả lời của nàng, đến nỗi Natalia bất giác phải mỉm cười. Xem ra chị cũng chẳng lo buồn gì lắm về anh ấy. Chà, nhưng đó là chuyện của chị. Tôi đến đây chỉ là việc này. Trong thôn đang có những tin đồn nói rằng anh Grigory lại tằng tịu với chị và chị cùng với anh ấy gặp nhau hôm anh ấy ở nhà. Có đúng là như thế không? Thật là chị đã kiếm được đúng người mà hỏi. Aksinia nói giọng châm biếm. Hãy để tôi hỏi chị có đúng là như thế không thì hơn. Chị sợ nói sự thật à? Không, tôi không sợ. Nếu thế thì chị nói cho tôi biết để tôi đỡ bị giày vò bứt rứt. Làm tình làm tội một cách vô ích như thế làm gì? Aksinia nheo mắt, hai hàng lông mày đen lánh động đậy. Dù sao tôi cũng chẳng thương gì chị. Nàng nói tàn nhẫn. Giữa tôi và chị thì như thế này. Tôi đau khổ thì chị sung sướng. Chị đau khổ thì tôi sung sướng. Chỉ có một người đàn ông cho cả hai chúng ta mà thôi. Có phải thế không? Thôi được, tôi sẽ nói thật với chị, cho chị được biết trước. Tất cả những chuyện ấy đều đúng, thiên hạ không nói bậy đâu. Tôi đã chiếm lại Grigory và lần này sẽ cố hết sức để không tuột khỏi tay tôi nữa. Nào, như thế chị sẽ làm gì bây giờ? Chị sẽ vào nhà tôi đập các cửa kính hay cầm dao đâm tôi? Natalia đứng dậy, xoắn nhánh cây mềm mại, thắt lại thành cái nút, ném vào trong bếp lò, rồi trả lời với vẻ cứng cỏi chưa từng thấy ở nàng bao giờ. Bây giờ tôi sẽ không làm điều gì không tốt với chị đâu. Tôi sẽ chờ anh Grigory về để nói chuyện với anh ấy. Rồi sau đó thấy tôi làm như thế nào với chị và anh Grigory, với cả hai người. Tôi có hai đứa con. Tôi biết cách bảo vệ con tôi và tự bảo vệ mình. Aksinia mỉm cười. Như thế có nghĩa là tạm thời tôi có thể sống mà không phải lo điều gì nguy hiểm. Có phải không? Không để ý tới giọng nói nhạo báng, Natalia tới gần Aksinia, sờ vào tay áo nàng. Chị Aksinia ạ, tôi đã suốt đời bị chị đứng ngáng trên đường tôi đi, nhưng lần này tôi sẽ không van xin như xưa nữa đâu. Chị còn nhớ chứ? Hồi ấy tôi còn ít tuổi, còn ngu xuẩn hơn bây giờ. Tôi cứ nghĩ rằng mình van xin nó thì nó sẽ thương hại mình, sẽ ban ơn cho mình và nhả Griska ra. Bây giờ thì tôi sẽ không làm như thế nữa đâu. Tôi biết một điều là chị không yêu anh ấy
mà chị lăng nhăng bám lấy anh ấy theo thói quen. Thử hỏi, có bao giờ chị yêu anh ấy như tôi không? Chắc chắn là không đâu. Chị đã lăng nhăng với thằng Ly Nhít Kỳ, một con người trăng hoa bừa bãi như chị, thì với ai mà chị không lăng nhăng? Khi người ta yêu, người ta không làm như thế đâu. Axinia tái mặt, nàng đưa tay gạt Natalia ra, rồi đang ngồi trên chiếc dương nàng đứng dậy. Griska không trách tôi về chuyện ấy, mà chị lại chê trách tôi à? Việc ấy thì liên can gì đến chị? Thôi cũng được, tôi thì xấu xa nhơ nhuốc, còn chị thì tuyết sạch giá trong. Ngoài ra còn gì nữa không? Chỉ có thế thôi, chị đừng giận, tôi đi ngay đây. Cảm ơn chị đã giúp tôi nhìn thấy sự thật. Không dám, chị đừng cảm ơn tôi. Không có tôi chị vẫn có thể biết được. Chị hãy hượm một lát, tôi sẽ ra cùng với chị để đóng các cửa chớp. Ra đến thềm, Axinia dừng lại và nói, tôi lấy làm sung sướng vì hai chúng ta đã chia tay nhau được êm thấm, không có đánh lộn gì cả. Nhưng chị láng giềng thân mến ạ, cuối cùng tôi muốn nói với chị như thế này. Nếu chị có đủ sức thì cứ giữ lấy anh ấy, bằng không cũng đừng giận. Tôi không dễ dàng buông Griska ra đâu. Tuổi tôi không còn ít ỏi gì nữa. Và tuy chị gọi tôi là một đứa lăng nhăng bừa bãi, nhưng tôi không phải là cái ả Daria nhà chị. Với những chuyện như thế, xưa nay tôi không đùa bao giờ. Chị còn có được hai đứa con, chứ tôi. Giọng Axinia run lên, trầm hẳn xuống, thít đi. Thì chỉ có một Griska trên đời này thôi. Người đầu tiên mà cũng là người cuối cùng đấy. Chị có biết không? Thôi, chúng ta không nói đến chuyện ấy nữa. Nếu Griska còn sống, cầu nữ hoàng trên trời che chở cho anh ấy. Anh ấy về thì sẽ tự chọn lấy. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.